Tin nóng tối nay sẽ có: người đàn ông ở Tiền Giang giả danh thầy chùa đi bán nhang và thực hiện hành vi mê tín dị đoan để thu lợi bất chính. An Giang phá đường dây làm tiền giả, đề nghị truy tố 4 bị can. Nước thải ở chợ Quảng Ngãi gây ô nhiễm vượt 6.600 lần quy chuẩn. Bến Tre chấn chỉnh việc sử dụng quốc kỳ bản đồ xe quy khách. Một phụ nữ 40 tuổi rơi vào hôn mê sâu sau khi phẫu thuật hút mở bụng và mở hai cánh tay tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ ở trung tâm y tế thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa kịp thời mổ cứu một sản phụ bị thai ngoài tử cung dở, mất máu nặng. Ninh Thuận đang trong nhà dính bẫy thú rừng, nông dân khốn khổ vì thiệt hại nặng. Bình Thuận, một phụ nữ bán số đề lên đến 150 triệu đồng một ngày. Đồng Nai, một người trúng 350 triệu đồng nhờ uống trà xanh không độ. Quảng Nam bắt nhóm đối tượng lợi dụng đám tang để sát phạt. Cần Thơ phát hiện 4.510 bao thuốc lá nhập lậu. Bình Dương bỏ yêu cầu mua đất phải có mặt vợ chồng để ký giấy tờ. Đà Nẵng cướp giật iPhone đã cầm cố của chính mình vì thua bạc. Lương hưu tháng 9 được trả qua tài khoản trước ngày 10 tháng 9. Bình Thuận, công an đột kích trang trại nghi ngờ tuần heo bệnh bán ra thị trường. Tình trạng kháng thuốc tại Việt Nam đang ở mức báo động. Đắk Lắk phá hoại vườn sầu riêng, người bị khởi tố, người bị điều tra.